Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ cao phát triển. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vĩnh Phúc luôn ưu tiên thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ cao phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Solum Vina thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên vào sáng nay. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành. Thành lập năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn Solum Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất sản phẩm module, cung cấp nguồn điện cho các sản phẩm điện tử và bảng giá điện tử, thay thế có tem giá dán bằng giấy thông thường. Hiện công ty đã tạo việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động, doanh thu hàng năm tăng bình quân 34%. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Solumina sẽ triển khai sản xuất một số sản phẩm mới như sạc điện ô tô, đèn chiếu sáng thông minh, pin dành cho ô tô, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư và góp phần phát triển ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao hỗ trợ điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đánh giá cao sự phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Solumina, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao là chính sách đột phá, ưu tiên hàng đầu của Vĩnh Phúc. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ cao phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho rằng, các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Solumina là sản phẩm công nghệ cao. Vì vậy, doanh nghiệp nên phát triển thành doanh nghiệp công nghệ cao thay vì doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ điện tử như hiện nay, thì sẽ thúc đẩy hơn nữa phát triển sản xuất, thương hiệu. Đồng thời đề nghị công ty đồng hành cùng Vĩnh Phúc trong lĩnh vực đào tạo nhân lực công nghệ cao. Trước tiên là phối hợp cùng với trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đào tạo lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao. Cùng với đó, hàng năm mở các khóa đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Vĩnh Phúc. Khẳng định Vĩnh Phúc luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty trách nhiệm hữu hạn Solumina xây dựng một trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ cao tại tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn sẽ có buổi gặp mặt và làm việc cùng chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Solumina để hai bên trao đổi cụ thể kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Dự lễ phát động có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội Trung ương. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định mục tiêu vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và một số địa bàn tỉnh Tây Bắc thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần tương thân tương ái, góp công góp của để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công chương trình này. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Chương trình sẽ tập trung vận động các nguồn lực của xã hội trong thời gian 1 năm,
từ ngày 7 tháng 5 năm 2023 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 để hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Tại lễ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận gần 280 tỷ đồng, tương đương 5.600 căn nhà do các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao tặng. Tỉnh Vĩnh Phúc đăng ký ủng hộ tỉnh Điện Biên 100 căn nhà với giá trị 5 tỷ đồng. Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động ủng hộ và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các doanh nhân, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình, cá nhân, người lao động có việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phát huy tinh thần tương thân tương ái với đạo lý lá lành đùm lá rách, tham gia đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc vươn lên thoát nghèo. Thời gian phát động đến hết tháng 9 năm 2023. Giáo dục nghề nghiệp, thực học, thực hành, vững nghề nghiệp, sáng tương lai là chủ đề của Ngày hội Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 vừa diễn ra vào sáng nay. Đây là một trong những sự kiện thu hút khá đông học sinh quan tâm. Ngày hội do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức. Tới dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm nay thu hút trên 2.100 học sinh sinh viên đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ ngày hội, những thắc mắc của các em học sinh về xu hướng chọn nghề, yêu nghề của nhà tuyển dụng, cơ hội việc làm đã được giải đáp thông qua tọa đàm với chủ đề định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cũng trong dịp này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng lao động sau đào tạo. Tham gia ngày hội năm nay còn có sự góp mặt của 14 gian hàng tư vấn tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp và 20 gian hàng tư vấn của doanh nghiệp trong phiên giao dịch việc làm. Các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các em được tư vấn, thông tin đầy đủ, toàn diện nhất về những ngành nghề, phương pháp, quy mô đào tạo, về định hướng học nghề, lập nghiệp, mang đến cách nhìn đúng đắn về giáo dục nghề nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Đây là cơ hội để cho phổ thông cao đẳng FPT được tăng cái điểm chạm đến với đối tượng là các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sau 3 năm học. Ngoài cái việc là lúc đó các bạn có thể tham gia vào thị trường lao động với cái tự tin về trình độ và kỹ năng của mình, thì các bạn trong top 40% của phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic có cơ hội xét tuyển thẳng vào đại học FPT. Đây là một cái hướng đi rất là khác biệt của tổ chức giáo dục FPT tạo điều kiện cho các bạn tham gia theo học. Đến với ngày hội hôm nay em cảm thấy rất là bổ ích. Các cô ở đây chia sẻ rất là nhiều ngành nghề, em cảm thấy rất là bổ ích và có định hướng riêng của mình. Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là cơ hội để nâng cao nhận thức của học sinh phổ thông, các bậc phụ huynh và toàn xã hội về định hướng nghề nghiệp, chọn đúng ngành nghề, tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất công tác giáo dục hướng nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong không khí vui mừng phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức giải đua xe đạp phong trào thành phố mở rộng năm 2023. Cung đường đua được thực hiện tại tuyến đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Giải đua xe đạp phong trào thành phố Vĩnh Yên mở rộng năm nay có sự tham gia của trên 80 cua rơ đến từ 11 câu lạc bộ của các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên có 6 câu lạc bộ tham gia. Các cua rơ thi đấu ở nội dung xe đạp đường trường gồm nội dung cá nhân nam và nữ đường trường, đồng đội nam và đồng đội nữ đường trường ở các lứa tuổi nam từ 35 đến 55 tuổi, thi đấu cự ly 16 km, nam từ 56 tuổi trở lên, thi đấu cự ly 14 km, nội dung nữ thi đấu cự ly 10 km và nội dung hỗn hợp thi đấu cự ly 10 km. Hình thức thi đấu xuất phát đồng hành, thành tích cá nhân và đồng đội. Giải đua góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sân chơi giải trí lành mạnh, đồng thời phát động phong trào tập luyện thi đấu môn đua xe đạp nói riêng
trong đông đảo quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động người dân chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển, góp phần nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường. Ngay sau lễ khai mạc, các cua rơ đã tham gia tranh tài ở từng nội dung và thể hiện sự bứt phá về tốc độ, nỗ lực hết mình ở ngay chặng đua đầu tiên và có chiến thuật ở những vòng nước rút để giành kết quả cao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho nội dung cá nhân đường trường ở các lứa tuổi và cá nhân nam hỗn hợp. Ở nội dung đồng đội, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba đồng đội nam và nữ đường trường các lứa tuổi. Chiều nay tại chùa Bầu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tăng ni Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Tại buổi lễ, theo quyết định của Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc có 5 vị đại đức lên thượng tọa và 13 sư cô lên ni sư được trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm. Đây là sự đánh dấu quá trình công phu tu tập qua các mùa an cư kết hạ và đóng góp cho sự nghiệp phụng sự đạo Pháp và dân tộc, là sự ghi nhận công đức lớn lao đối với các vị tăng ni trong cuộc đời xuất gia, tu học và hành đạo của mình được chư tôn đức giáo phẩm hội đồng chứng minh. Các vị tăng ni được tấn phong là tấm gương trong thực hành tôn chỉ giáo hội Phật giáo và phụng sự đạo Pháp, làm tròn sứ mệnh hoàng dương tranh Pháp, phát huy tinh thần gương mẫu để hàng hậu học noi theo. Đây là những thành tựu đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh của các vị tăng ni và thể hiện công hạnh, góp phần cho Phật Pháp ngày càng thêm hưng thịnh, thực hiện tốt đời đẹp đạo đúng với chủ trương của giáo hội, đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Sau 2 năm gấp rút thi công, công trình nhà máy nước sạch sông Hồng đã hoàn thiện cơ bản về khung kỹ thuật và sẵn sàng đi vào hoạt động. Các hoạt động đấu nối đường ống nước đến các hộ dân cũng được triển khai song song. Mạng lưới ống dẫn nước đến từng hộ dân đã được nhà máy gấp rút hoàn thiện. Đồng hồ đo nước sạch cũng đã được lắp đặt để sẵn sàng đưa nước đến hộ dân khi nhà máy đi vào hoạt động. Có nước sạch phục vụ sinh hoạt, người dân đều vui mừng đón nhận. Bởi hiện nay, nguồn nước mặt, nước ngầm ở hầu hết các địa phương đều đang bị ô nhiễm. Có nước sạch đồng nghĩa với việc sức khỏe của người dân được đảm bảo hơn. Người dân ở đây ai cũng thế thôi, ai cũng muốn có nước sạch vì nước ở đây nó ô nhiễm quá nặng luôn, nó toàn quặng sắt. Không riêng gì tôi mà tất cả mọi người trong dân này chắc ai cũng muốn là sử dụng nước sạch thôi. Để đảm bảo tiến độ thi công, nhà máy đã huy động tối đa lực lượng triển khai lắp đặt các tuyến ống và cụm đồng hồ đến hộ dân đã đăng ký sử dụng nước sạch. Song song với đó, nhà máy tiếp tục thi công mở rộng đường ống dẫn nước theo nhu cầu đăng ký mới của người dân. Hiện nay đường ống truyền tải và ống dịch vụ thì chúng tôi đã lắp đặt được tại các xã như là An Tường, Vĩnh Thịnh, Tam Phúc. Chúng tôi đang tiến hành lắp đặt các cụm đồng hồ cấp nước cho các hộ dân để đảm bảo cấp nước cho các hộ dân một cách sớm nhất có thể khi dự án đi vào hoạt động. Trong quá trình lắp đặt thì các hộ dân cũng thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, tức là các hộ dân cũng như là các cấp chính quyền là rất tạo điều kiện trong quá trình chúng tôi thi công. Trước nhu cầu đăng ký sử dụng nước sạch của người dân, bên cạnh hoàn thiện đấu nối mạng lưới đường ống truyền tải nước sạch đến từng hộ dân, nhà máy nước sạch sông Hồng đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như sản xuất, vận hành thử nghiệm, kiểm nghiệm mẫu nước đầu vào, đầu ra, để khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ sẵn sàng hòa mạng lưới nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân Vĩnh Tường. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên luôn đóng vai trò tiên phong và nòng cốt trong công tác hiến máu tình nguyện. Trên địa bàn tỉnh, mỗi năm có hàng chục nghìn đơn vị máu được đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Với những thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng, kết nối trái tim, kết nối sự sống, hành trình đỏ, kết nối dòng máu Việt, đã không còn lạ lẫm với mọi người. Bởi trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Sự phát triển của phong trào không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn vì cộng đồng xã hội. Mong muốn điều là những mang lại cái điều mà tốt đẹp cho những người mà cần máu. Là người luôn tâm huyết với công tác đoàn, hội, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện, chị Phùng Thị Biên đã nhiều lần tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, chị còn luôn có ý thức lan tỏa, vận động, khích lệ đồng nghiệp, đoàn viên thanh niên tại địa phương tích cực tham gia. Đây là lần thứ 3 tôi tham gia hiến máu. Tôi nghĩ rằng một giọt máu cho đi là để cứu rất là nhiều người và đem lại những
niềm vui, hy vọng cho tất cả mọi người. Hiến máu và vận động hiến máu cứu người thực sự là một hành động nhân văn, một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người. Những màu áo xanh đầy sức sống của thanh niên tình nguyện là những hình ảnh đẹp, khẳng định sự quên mình vì cộng đồng, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, trách nhiệm cao cả của thế hệ trẻ với cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của bản thân, nhiều năm liên tục, anh Nguyễn Quốc Huy, giám đốc hợp tác xã nấm Tam Đảo trở thành tấm gương sáng trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt, anh Nguyễn Quốc Huy được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là toàn bộ khu vực nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo cùng nhiều sản phẩm nấm khác của hợp tác xã nấm Tam Đảo do anh Nguyễn Quốc Huy, một nông dân tiêu biểu của thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Từ một hợp tác xã chuyên sản xuất các sản phẩm chính là nấm ăn như nấm sò, nấm bảo ngư, nấm rơm, nấm linh chi và nấm dược liệu, anh Nguyễn Quốc Huy đã phát huy, tận dụng tiềm năng, lợi thế rất lớn của vùng đất quê hương, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện thí nghiệm mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo. Trải qua nhiều khó khăn thất bại, nhưng với quyết tâm không nản lòng, anh Huy đã nuôi cấy thành công Đông trùng hạ thảo trên đất Tam Đảo với những quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo để mà nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình. Trong những năm gần đây thì nhận thấy cái điều kiện thuận lợi của địa phương cũng như là của môi trường phát triển của cây nấm ở Tam Đảo thì hợp tác xã đẩy mạnh tập trung vào cái sản xuất Đông trùng hạ thảo để mà mang lại cái giá trị tốt hơn cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu yếu người tiêu dùng về cái chăm sóc sức khỏe cũng như là về cái quà tặng khi khách hàng và khách du lịch về Tam Đảo Vĩnh Phúc. Không chỉ phát triển các loại nấm trên diện tích gần 3 hectare của hợp tác xã, anh Nguyễn Quốc Huy đã xây dựng được mô hình liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân trên địa bàn 3 huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và Lập Thạch với quy mô 400 tấn nấm tươi một năm. Việc phát triển các sản phẩm từ nấm đã tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn. Hợp tác xã nấm Tam Đảo đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều công nhân như chúng tôi làm việc tại đây, được đạt được mức lương thu nhập ổn định, cuộc sống cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều, đó là sự chăm chỉ cần cù, tỉ mỉ trong quá trình làm việc. Từ các nguồn nấm thành phẩm được áp dụng từ chuỗi mô hình sản xuất liên kết, những cách làm mới được cải tiến, nâng cao trong sản phẩm. Đến thời điểm hiện tại, nhiều sản phẩm của hợp tác xã đạt OCOP 3 sao và 4 sao, được thị trường đón nhận tích cực. Từ ý chí nghị lực làm giàu chính đáng, anh nông dân Nguyễn Quốc Huy đã hiện thực hóa giấc mơ biến tấc đất thành tấc vàng và trở thành điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Hợp tác xã nấm Tam Đảo cũng vinh dự trở thành một trong những hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023, vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc quan tâm chú trọng và đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến từng cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn để triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức cắm biển báo nguy hiểm, thành lập các tổ và phân công người canh trực tại các ao, hồ, hố nước sâu, bãi tắm, vùng nước nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ tai nạn đuối nước. Các nhà trường trên địa bàn huyện đã yêu cầu cho 100% học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, lội nước khi không có người lớn đi cùng. Mùa hè đến rồi thì chúng tôi thường nhắc nhở các em. Thứ nhất đó là các em không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các em cần phải có những cái kỹ năng như thế nào nếu như các em gặp trường hợp đó là các em bị đuối nước. Thứ ba đó là để cho các em có thể là tự mình nhớ được và tự mình làm được thì tất cả 19 lớp của chúng tôi, giáo viên chủ nhiệm đều cho các em tự mình trang trí các cái biểu bảng ở trong lớp học, tự vẽ các tranh ảnh trong đó có nêu lên các cái trường hợp đó là bị đuối nước và xử lý tình trạng đuối nước ra làm sao. Mô hình ngôi nhà an toàn đã được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện nhân rộng trong toàn huyện để ngăn ngừa những tác nhân, các yếu tố nguy cơ có khả năng gây nên tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong những ngày gần đây, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã truyền thông cho gần 4.000 em học sinh tại 5 trường tiểu học trên địa bàn về phòng chống đuối nước. Bản thân
thân em cũng đã học đi bơi từ nhỏ. Không đi bơi khi mà không có cha mẹ đi cùng, không đi bơi ở những nơi hồ, ao hồ, sông suối, có biển cấm. Để phòng tránh đuối nước cho trẻ em vào dịp hè, thì huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho tất cả các trẻ em trên địa bàn huyện. Chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo tổ chức ký cam kết tới 100% phụ huynh và học sinh không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát tất cả các khu vực nước sâu nguy hiểm thì lắp biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Tai nạn đuối nước đối với trẻ em là nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và xã hội. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ phải luôn dạy trẻ về nguyên nhân và những nguy cơ đuối nước. Trang bị cho các em những kỹ năng mềm, kỹ năng sống cần thiết, những bước sơ cứu khi xảy ra sự cố. Chỉ khi đồng bộ các giải pháp và có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, tình trạng đuối nước ở trẻ em mới được đẩy lùi. Hiện nay, mùa nắng nóng và dịp hè của các em đang đến rất gần. Vì vậy, để trẻ em có một mùa hè an toàn, mỗi gia đình và toàn xã hội cần quan tâm, tích cực nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ để không có các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.